chị dâu và thói đam mê hoành hoẹ tôi của chị ấy. Chả biết có ai như em không, đi lấy chồng với bố mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà rất yêu thương mình, chỉ thỉnh thoảng có một vài tư tưởng hơi phong kiến một chút, nhưng ông bà không hề bắt ép mình phải nghe theo, mà chỉ đơn giản đấy là ý kiến của ông bà thôi. Còn lại thì ông bà chưa bao giờ hoành hoẹ trách mắng hay có yêu sách gì với mình. Mình và chồng bằng tuổi nhau, có bầu nên cưới, cũng mới yêu nên trước khi có bầu chưa kịp qua lại tìm hiểu gì về nhà chồng hết. Sau này có bầu rồi mình mới biết chồng mình là con út trong nhà. Trước chồng mình vừa có anh vừa có chị, anh trai cả thì đã lấy vợ được 5-6 năm nay rồi, có 2 đứa con, 2 đứa ở cả với ông bà nội. Chị gái thì chưa lấy chồng, cũng đang ở với ông bà. Nghe tới đây thì chắc mọi người cũng nghĩ giống mình ngày xưa, lúc mới nghe chồng mình có chị gái thì mình nghĩ ngay tới câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Thế nhưng mà lại không mọi người ạ. Chị gái này của chồng mình thì hơi tồ một chút. Chị ấy hơn chồng mình 2 tuổi, nhưng mà không giống chị mà giống kiểu em gái hơn ý. Nói chung là cô te dễ thương lắm. Kiếp nạn thứ 82 của mình là nằm ở chị dâu cả cơ. Như mình nói ở trên là trước khi phát hiện ra có bầu thì mình với người yêu cũng mới yêu nhau một thời gian ngắn, nên là chưa có ra mắt gia đình hai bên để có cơ hội tiếp xúc với gia đình nhà anh. Thế nhưng mà có bầu rồi, tính chuyện cưới xin thì mình cũng phải về quê anh ra mắt chính thức. Lần ấy chúng mình về thì đi xe khách, đi làm về là lên xe luôn, nằm 6-7 tiếng thì mới tới nhà anh. Lúc tới nhà anh thì cũng mới khoảng 1-2 giờ sáng thôi. Nằm trên xe lắc qua lắc lại, có ngủ thì cũng chập chờn, lúc được lúc không. Thế nên là mình cũng mệt, định bụng là về đến nhà chồng thì ngủ một giấc rồi sáng ra phụ giúp mẹ chồng này kia. Nhưng mà khổ quá lại lạ giường nên là không ngủ được. Hai vợ chồng nằm nói chuyện linh tinh lang tang một lúc thì tới tầm 4 giờ mình mới thiếp đi được một tí. Đến tầm 5 giờ lờ mờ sáng, mình quay qua bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Nghe loáng thoáng tiếng chồng đang nói qua nói lại với ai đấy, mà một lúc sau mình mới biết đấy là chị dâu cả của nhà này. Chị ấy nói với chồng mình như thế này: vợ chú ấy lần đầu về đây ra mắt, bảo vợ dậy sớm phụ mẹ với chị đi chứ, ai đời mới về nhà chồng em ngủ nứt mắt ra như thế kia. Giọng thì chua lẹt cay nghiệt. Chồng mình cũng từ từ tốn bảo: hôm qua hai đứa tôi về muộn quá, đầu sáng nay vợ tôi nó mới ngủ được một tí mà đang bầu bì, có việc gì ấy thì chị cứ để tôi làm cho. Mình bảo thôi, chắc chồng mình cũng trình bày lý do hợp tình hợp lý rồi thì bà này bà ấy sẽ bỏ qua. Nhưng mà không nha mọi người, bà ấy vẫn cố nói thêm: khiếp, chú cứ làm như ấy mình vợ chú có bầu, nó lừa chảy thây ra như thế này thì nên cơm cháo gì. Lúc này tiếng mẹ chồng mới vang lên: em nó có bầu việc cũng có nhiều nhặn gì đâu mà con phải so đo, thôi con vào với hai thằng cu nhà con đi, để đấy cho mẹ. Mình không nghe thấy tiếng ai nói qua nói lại nữa, chắc có lẽ bà chị dâu vào buồng ôm con thật rồi. Đấy, lần đầu tiên chạm mặt chị ấy đã chèn ép mình như thế rồi. Sau khi vợ chồng mình đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới thì lại nghe chồng mình nói chị dâu ganh tị với vợ chồng mình vì bố mẹ đi vàng với lo đám cưới cho vợ chồng mình to hơn. Dù là bố mẹ cũng có giải thích là chồng mình là con út trong nhà, chị thứ hai thì cũng không định gả chồng, thành ra đám cưới chồng mình có lẽ sẽ là đám cưới cuối cùng trong nhà. Mà thời bây giờ ấy thì ông bà cũng có của ăn của để, chưa như ngày xưa lúc anh chị cưới ông bà không có gì. Thêm nữa là nhà gái, tức là nhà bố mẹ đẻ mình, cũng cho mình nhiều, cũng tổ chức đám cưới to. Ngày xưa tổ chức đám cưới bé cho anh chị ấy cũng là do tình thế bắt buộc, mà hồi đấy đám cưới của anh chị ấy so với những đám cưới khác thì cũng không hề bé, chẳng qua là so 5-6 năm trước với bây giờ thì nó mới bé thôi. Mà cưới xong xuôi hai ông bà cũng cố gắng bù đắp bằng cách là chăm lo cho hai thằng cu nhà anh chị ấy từ lúc đẻ đến bây giờ, mà ông bà cũng không hề bảo anh chị ấy gửi về đồng nào nhá. Nói chung ấy là bố mẹ cũng không hài lòng với chị dâu khi mà chị nói như thế. Đấy, mới cưới mà đã ganh ghét với mình rồi nhá. Tầm 2-3 tuần sau đám cưới và sinh nhật của anh cả, anh ý thì cũng có mời vợ chồng mình qua nhà chơi. Thì đến ngày vợ chồng mình cũng qua, rồi mua quà với bánh qua thôi. Vợ chồng mình thì cũng chọn một cái đồng hồ hãng để tặng. Lúc tặng đồng hồ cho anh cả thì chị dâu đang ở trong bếp, thành ra ấy là lúc chị dâu đi ra lại thấy có mỗi cái bánh kem thôi. Chắc vì vậy nên là chị ấy cứ nói chuyện với mình một câu, lại nhếch mép một cái. Mình ấy thì cũng xuất phát từ lễ phép và lịch sự nên đến thì cũng nói là có việc gì cần làm, món gì cần nấu không thì để em giúp. Lần đầu mình nói ấy thì bà ấy lơ đi, chồng mình nhắc lại thì bà ấy kêu là không cần đâu, tự chị làm được gì chứ, nấu ăn chăm lo cho gia đình chị làm được mà. Nói thật ấy thì mình cũng không định ôm rơm nhắm bụng đâu, nên là bà nói thế thì mình ra ngoài ghế ngồi luôn. Thế nhưng khi mà mình ra ngoài thì bà lại sai chồng mình với chồng bà vào nấu. Mình cạn lời, sắp bát dọn mâm thì mình cũng phụ một tay. Bà lại kêu không cần em dâu làm đâu, một mình chị làm được, bà bầu ấy thì ngồi một chỗ thôi, đi đi lại lại vướng tay vướng chân người khác. Mình thì cũng khó chịu nhưng mà nghĩ thôi, cãi nhau nói qua nói lại chồng mình ở giữa lại khó xử nên là mình nhịn. Nhưng mà cái bà này lạ lắm, trước mặt mọi người gọi điện về cho mẹ chồng mình rồi kêu mình là cái loại siêng ăn nhát làm, không biết phụ giúp anh chị, chỉ biết sẵn ăn thôi. Chồng mình nghe thấy thì nạt luôn, bảo là vợ tôi muốn phụ
mà chị lại không cho. Ăn nói cho đàng hoàng vào. Anh cả nghe thấy chồng tôi không vui thì hòa giải ngay, bảo là chị dâu đùa thôi, rồi chào hỏi qua loa với mẹ chồng để tắt máy. Xong rồi nói chuyện ấy thì cứ khoe tiền với mọi người, nào là chị mới đi cắt tóc này, cắt có mỗi tóc chả làm gì mà cũng hết 800.000 cơ đấy. Eo ơi, mà không phải nói một lần nữa mọi người, lải nhải suốt cả một buổi luôn. 800.000 mà mỗi cắt tóc mà xấu nha mọi người, thế này là ngu chứ có gì khôn đâu mà cứ phải khoe mãi. Rồi chưa hết, cứ bảo với bọn chồng mình là không biết mua đất ở đâu, tiền ở trong tài khoản nhiều mà cũng không biết để làm gì, mua đất sau này đất lên giá thì ok hơn. Cũng nói đi nói lại mấy chục lần luôn ý. Uống được 1-2 cốc bia thì lại bắt đầu bóng gió, ý tứ mình làm dâu thế này không được, thế kia thì lại không được. Đến lúc mà say ngoắc cần câu lên thì nói toẹt ra luôn là vợ chồng mình ki bo kẹt xỉ, hốt bao nhiêu tiền bạc đám cưới. Thế mà sinh nhật anh trai á, tặng được mỗi cái bánh kem. Mặt anh cả ấy thì sượng, mặt vợ chồng mình cũng sượng. Nói chung ấy là vì cái nết của bà mà ai cũng khó chịu hết á. Bạn thân mình đã yêu phải người dở hơi như thế nào? Bạn thân mình tạm gọi là cái bàn. Cái bàn học đại học ở Hà Nội xong, sau đó thì vào Nam lập nghiệp. Lúc vào Nam thì cái bàn thuê phòng ở một khu xóm trọ. Vì tổn thương trong quá khứ nên là cái bàn muốn tìm một người thực sự yêu thương mình, chứ chưa tính tới chuyện cưới xin vội. Lúc trước cái bàn đã yêu một người vừa mới dạng ngõ xong thì bị cắm sừng dài 2 mét. Một thời gian sau khi mà chuyển đến xóm trọ, ở trong cùng cái xóm trọ đấy luôn, thì cái bàn nó đã tiến tới và chấp nhận quen một anh tên là cái ghế, chấp nhận làm người yêu đó mọi người. Đôi trẻ vẫn yêu nhau rất là êm đềm, bởi vì anh cái ghế cực kỳ phù hợp với những tiêu chí mà cái bàn nó đã đề ra. Cái bàn mong muốn sẽ yêu được một người điềm đạm, khiêm tốn, và thống nhất ngay từ đầu là chưa tính tới chuyện cưới xin, bởi vì còn trẻ và nó cũng chưa vượt qua được cái nỗi sợ hãi trong quá khứ. Chuyện vẫn rất bình thường cho tới một ngày anh ghế nhậu say, anh ấy bắt đầu mè nheo, dính người, nhiễu và nhất đòi gặp mẹ của cái bàn, thưa chuyện yêu đương cưới xin, cũng như bày tỏ mong muốn là sẽ được dẫn cái bàn về ra mắt mẹ anh. Trong khi hai người yêu nhau chưa nổi một tháng, cái bàn lúc đó kiểu eo é. Cái bàn nó rơi vào kiểu trầm tư tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Những điều mà mình ghét nhất lại hội tụ hết lên người anh cái ghế. Những ngày tháng sau đó thì anh cái ghế luôn luôn khủng bố tinh thần con cái bàn. Sau khi đánh đo suy nghĩ và cũng tham khảo ý kiến của chúng mình thì cái bàn quyết định sẽ chia tay. Ban đầu thì anh cái ghế nhất định không đồng ý, cứ dọa uống thuốc ngủ mãi. Nhưng vì nó quá sợ những trò của anh cái ghế rồi nên là cái bàn nhất quyết chia tay. Tình yêu thì cần hai người đồng ý thì mới bên nhau được, chứ còn chia tay thì một người muốn là được. Thế nên là kết quả vẫn là end game, còn anh cái ghế thì đâu có dám làm gì đâu, nói mồm thôi. Ở chung xóm trọ thì còn có anh cái quạt. Anh cái quạt chơi cực kỳ thân với anh cái ghế. Chuyện giờ khóc giờ cười là sau đấy anh cái quạt lại thích con bạn mình công khai quan tâm cái bàn trước mặt tất cả mọi người trong xóm trọ và tất nhiên là cả trước mặt anh cái ghế rồi. Cái bàn con bạn mình thì cực kỳ ghét rắc rối nên là nó đã chủ động né trước, và chuyện gì tới cũng tới, đã né rồi nhưng anh cái ghế vẫn nhắn tin trách móc cái bàn, trách nó là có phải vì anh cái quạt mà bỏ anh cái ghế không, biết hai anh ấy chơi thân với nhau mà còn bày đặt dụ dỗ anh cái quạt. Bạn mình nó đã rất sốc và nó đã mắng lại: người ta thích tôi thì làm sao mà tôi kiểm soát được, thay vì hỏi tôi sao anh không đi mà hỏi bạn thân của anh ấy. Anh cái bàn nhục quá, chỉ xin chứ không rep. Đêm đấy thì anh cái ghế uống rượu say qua phòng anh cái quạt để gây sự, rồi hai ông lao vào. Cái bàn thì chả có tình cảm với ông nào, nhưng nó lại cũng không có muốn chuyển phòng, bởi vì phòng vừa gần công ty xong rổ giá thì cũng hợp lý nữa. Theo các bạn thì cái bàn bạn mình nó nên làm gì cho nó hợp tình hợp lý, có nên chuyển đi không hay chấp nhận sự rối ren này để được ở nhà với mức giá hợp lý?